rau sống nha, bánh hỏi nha, thịt heo quay. Tuyệt vời, nước mắm ngon quá. Các bạn biết nước mắm gì không? Đây là nước mắm nhĩ tinh chất hiệu hải ngư. Nước mắm này làm từ các loại cá ở đảo Phú Quốc nha. Đặc biệt, độ đạm là 40, chất đạm cá tự nhiên, không có bột ngọt và không có chất béo độc hại. Không có quá chất để bảo quản, cho nên nước mắm này để nha, tự nhiên, để càng lâu càng dịu càng thơm ngon. Nước mắm tinh chất, nước mắm nhĩ hiệu hải ngư đang được bán khắp các siêu thị trên toàn quốc Hoa Kỳ. Chuyên các bạn nào muốn làm đại lý nha, gọi điện thoại về số 714 379 3999. Thì tôi xin được hân hạnh giới thiệu cùng các bạn nước mắm nhĩ tinh khiết hiệu hải ngư.